Đài RT mới đây đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận quy trình động viên một phần đang diễn ra tại nước này cho thấy sự xuẩn ngốc trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng giới chức Nga sẽ không bao giờ học được những vấn đề này nếu không có lệnh động viên hồi cuối tháng 9. Phát biểu trong cuộc họp với thống đốc các khu vực Nga hôm 10 tháng 10, ông Putin nói, không may là hiện nay chúng ta chẳng thiếu sự xuẩn ngốc. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Nga, nếu Moscow không tổng động viên một phần, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được các vấn đề rõ ràng đã tích tụ ở đó một thời gian dài. Ông kết luận tình hình hiện tại là cơ hội tốt để khắc phục các vấn đề đó. Nga công bố lệnh tổng động viên một phần vào ngày 21 tháng 9. Kể từ đó, có rất nhiều báo cáo về việc các đối tượng không có kỹ năng hoặc kinh nghiệm chiến đấu liên quan được động viên tại nhiều khu vực. Ở một số trường hợp, ngay cả những người có tình trạng sức khỏe ngăn chặn họ tham gia nghĩa vụ quân sự trừ khi xảy ra chiến tranh cũng bị kêu gọi nhập ngũ. Tất cả các trường hợp này đều đi ngược lại với các tiêu chí của ông Putin. Một số trường hợp bị điều động sai cuối cùng đã trở về nhà sau khi truyền thông đưa tin về vụ việc của họ. Hồi cuối tháng 9, thống đốc vùng Dagestan của Nga Sergei Milyukov đã bị bắt gặp đang khiển trách cấp dưới vì thái độ thái quá khi tiến hành động viên một phần. Vị quan chức này đã dùng một số ngôn từ rất mạnh. Ông Milyukov phẫn nộ trước thông tin một xe cảnh sát trang bị loa đi quanh khu dân cư và kêu gọi nam cư dân của thành phố Derbent khẩn trương đến trung tâm tuyển quân địa phương. Vị thống đốc đã lên án đây là thông tin hoàn toàn ngu ngốc và lan truyền tin giả. Đề cập đến giới chức thành phố Derbent, ông Milyukov nói, những kẻ ngu ngốc này là sao vậy? Sau đó ông đã gửi lời xin lỗi trước các cư dân địa phương trên quân trên địa bàn riêng và cam kết sẽ trừng phạt những người có trách nhiệm. Sau đó lãnh đạo văn phòng tuyển quân Derbent đã đăng tải video xin được tha thứ. Giới chức thành phố giải thích họ phải làm vậy vì thiếu dữ liệu cập nhật về điều kiện sức khỏe và tình trạng hôn nhân của nam giới trong khu vực. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.